Ok, mình nghĩ xíu. Alo, Tôi nghe nè. Alo, tôi là Ngọc Ngân, giám đốc công ty truyền thông của Kirin. Tôi muốn gặp anh trong hôm nay. Hôm nay tôi có việc rồi. Mình có thể dời lại tới ngày mai không? Chỉ hôm nay, nếu anh không đến tôi sẽ tìm người khác làm việc này. Dạ, ok. Nhưng mà cho đi thêm 1 tiếng nữa được không? Ok, vậy thì 1 tiếng nữa. Bye anh. Bây giờ anh nghe lời tôi, anh đè máy xong anh đi thẳng, đừng nhìn trái nhìn phải gì hết nha. Tôi lại anh luôn á. Anh thấy hai ông kia không? Sau lưng tôi trước mặt anh đó, hai ông bắt tôi á, làm ơn cho tôi thoát hai người đó đi nha, tôi năn nỉ anh luôn á. Nè, tự nhiên. Tự nhiên gì? Bây giờ sao? Có nghe lời tôi không? Tôi có vũ khí đó. Bộ coi phim nhiều quá hay sao vậy? Chú trời ơi, sao sao? Anh ơi, anh thương, anh giúp chúng tôi đi. Trời ơi, hai người nó cô đó đó bắt tôi, xong thì bán tôi đi làm gái. Mà anh nhìn tôi đi, sao tôi làm gái được? Giúp tôi, anh nghĩ anh luôn. Hay là để tôi giữ chân, tôi chạy vô trường, tôi bảo vệ ra cứu, ok? Ôi, sao con đường sống nhạt nhòa dữ vậy? Nè, lên xe. Cái gì? Trời ơi, chịu giúp tôi hả? Trời ơi, đẹp trai mà dễ thương tốt bụng nữa. Mời, cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, đẹp trai dễ sợ. Đây là dòng sản phẩm chủ lực của công ty chúng ta trong thời gian sắp tới. Và thông điệp của dòng sản phẩm này muốn gửi đến người tiêu dùng đó chính là trẻ, khỏe, năng động và sáng tạo. Thương hiệu Kirin luôn đi đầu trong việc đưa ra những dòng thức uống vì cộng đồng và cho sức khỏe. Và sản phẩm lần này nhằm góp phần khẳng định thương hiệu Kirin luôn là một sự trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp. Mọi người nghĩ sao nếu với vấn đề ngày hôm nay chúng ta nói về năng động, sáng tạo và trẻ trung, và cái mức giá ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận là sẽ là bao nhiêu? Nè, tôi cho cô đi theo một đoạn đường thôi, chứ không phải đi theo hoài như vậy đâu. Ủa, tôi cho anh hồi nào? Vậy không phải đi theo thì là cái gì? Anh mắc cười quá à. Ở đây là khuôn viên bệnh viện, là nơi công cộng á, tôi thích thì tôi đi thôi. Thôi, giỡn xíu thôi. Anh tên gì vậy? Anh đẹp trai quá à. Đúng cô tôi thích luôn á. Lạnh lùng quá à. Ê, nói nghe nè. Tôi nói cho anh biết nha, tính tôi là tôi xàm với tôi nhây dữ lắm. Bây giờ anh mà không nói xong, tôi theo về nhà anh luôn. Ok, hỏi đi. Anh tên gì vậy? Nhà anh đâu? Sao vô bệnh viện vậy? Anh có bị bệnh không?
Tuấn vô đây thăm bệnh. Thăm bệnh vậy là được rồi. Cha mà bệnh hiểu lắm. Ê, đừng nhìn, giờ không còn là hai người nữa mà là bốn người. Cô nghe theo lệnh của tôi, đi về hướng đó, rồi qua phải, đợi tôi ở đó. 3, 2, 1. Trái. Ui da. Ủa. Cái gì mà đi theo tôi hoài vậy mấy cha? Ba, con nhất thiết ba phải làm vậy không? Con đã nói con đi sinh nhật rồi mà ba, con có phải đi ba chơi nhạc đâu. Con hứa với ba. Hả? Ba nói gì? Là sao? Bệnh viện nào? Mọi người có đồng ý với giá đồng tiền này bán ra 10.000 một chai không? Ok, cuộc họp ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Mọi người có thể đi về. Alo, tôi là Ngọc Ngân đây. 30 phút nữa không thay đổi, ok. Mẹ xác nhận là con trai của mẹ đẹp thiệt. Con có nhiều con gái đeo đuổi con là đúng, nhưng mà mẹ muốn á, con dắt cô gái nào mà con đeo đuổi về ra mắt mẹ. Thôi, con chỉ muốn tập trung lo cho mẹ suốt đời thôi. Mẹ thật là vô dụng. Mẹ cứ bịch quản lý biết hoài để cho con phải lo lắng. Mà bây giờ mắt mẹ lại mờ nữa. Mẹ vô dụng có phải không con? Trời ơi, mẹ đang vui mà sao tự nhiên khóc vậy? Bác sĩ đã nói rồi, mẹ phải cười thường xuyên mới nhanh khỏi bệnh được chứ. Ngày nào không còn truyền thuốc nữa thì ngày đó mới hết bệnh. Con nói thật cho mẹ biết đi, bệnh của mẹ càng ngày càng trở nặng hơn phải không con? Hả? Có đâu mẹ, mở mắt là do tác dụng phụ của thuốc thôi. Sau đợt thuốc này thì thể lực của mẹ sẽ dần hồi phục thôi. Bây giờ mẹ uống thuốc nha, rồi nghỉ ngơi xíu. Con đi công việc xíu, rồi sẽ dậy mẹ liền. Cảm ơn con. Có gì đâu mẹ, mẹ nằm nghỉ ngơi xíu nha.
Ai là Tuấn hả? Ờ, cô là Ngọc Ngân, giám đốc marketing. Tôi đây. Nhưng mà anh đã trễ hẹn 30 phút rồi. Bây giờ tôi có công việc khác. Tôi không thích làm việc với những người trễ hẹn. Tôi sẽ tìm người khác hợp tác. Tại chị hẹn cũng hơi bất ngờ. Và tôi phải sắp xếp việc nhà nữa. Đó là chuyện của anh, tôi không cần biết. Nhưng mà quan trọng bây giờ anh trễ hẹn rồi. Dạ. Mẹ em sao vậy? Alo. Dạ, em về bệnh viện liền. Xin lỗi vì tới trễ, nhưng mà công việc này thì chắc tôi còn không nhận được nữa. Lần này bệnh tình của mẹ con chuyển biến rất là xấu. Tất cả các xét nghiệm đi đã cho thấy là bệnh ung thư của mẹ con đang chuyển sang giai đoạn 2. Thị lực giảm rất là nhanh. Bệnh tình của mẹ con vậy, thôi con cũng cố gắng chuẩn bị tinh thần đi. Vậy thì nếu mình xả trị hay hóa trị thì cái tỷ lệ thành công có cao không bác sĩ? Như đã trao đổi đó, điều này nó còn tùy thuộc vào cái cơ địa có tiếp ứng. Bệnh tình của mẹ con vậy thì con cố gắng gom góp tiền để mà điều trị càng sớm càng tốt, thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Dạ, con cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ con đi. Nè, bà làm cái gì mà nhìn dữ vậy? Đẹp trai lắm đúng không? À không, tại tôi thấy quen quen. Mẹ cậu ấy đang bệnh nặng, cũng tội nghiệp. Hai mẹ con nương tựa nhau thôi. Vậy bà có điều trị bệnh tình cho mẹ cậu ta không? Không, do trưởng khoa phụ trách. Hoàn cảnh thì khó khăn, gia đình thì đơn chiếc, không có tiền hóa trị, xạ trị. Bệnh trở nặng lắm rồi. Nè, bà làm cái gì mà đứng thừa người ra vậy? À không, tôi định hỏi kết quả xét nghiệm tổng quát của chú Cường sao rồi. Ừ, lần này thì tạm ổn rồi. Mà bà chỉ là cháu dâu thôi, làm cái gì mà quan tâm dữ vậy? Sorry bà nha, tôi có thông báo họp hội chẩn gấp. Bây giờ tôi phải đi, ăn cơm sao nha. Không sao, bye bye. Bye bà. Alo, là tôi đây. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội. Ngày mai đến công ty gặp tôi lúc 11 giờ. Không được trễ giờ, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu cậu không nhận job này thì không còn cơ hội nào khác nữa đâu. Đây sẽ là một khoản tiền hỗ trợ cho việc trang trải viện phí cho mẹ cậu. Tôi sẽ trả cho cậu 50% sau khi ký hợp đồng này. Nhưng mà bù lại, cậu phải sáng tác thật tốt ca khúc. Tôi còn phải giữ uy tín với tập đoàn của tôi. Nhưng mà tôi thấy thời gian hơi bị gấp. Lý do tại sao tôi trả thù lao cao cho cậu. Ok, tôi đồng ý. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi thích những người làm việc có bản lĩnh như cậu. Ngân, tại sao anh gọi cho em không nghe máy? Em có biết là anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc rồi không? Em xin lỗi, nãy giờ em có việc, em để chế độ im lặng. Em định xử lý công việc xong mà em sẽ gọi cho anh mà.
Ba ơi, ba ngủ đi, con đi về nha. Ê, con nhỏ này. Con biết mà ba. Ngủ về ba... là về liền hả? Con hiếu ghê á. Ai mượn ba giả bộ ngủ làm chi? Thiệt là khó ưa. Ba hối hận là trước sinh ra có mình con thôi. Biết vậy lấy thêm bà nữa, rồi sinh thêm mấy em bé cho con nữa. Hay bây giờ ba lấy đi, bây giờ còn kịp luôn á. Bây giờ ba lấy đi, xong cái ba sinh em bé, con nuôi em bé cho. Được không ba? Được. Mong đùa thôi. Dạo này á, con thấy sức khỏe ba yếu rồi, ba làm ít lại đi. Công chuyện ở trên công ty á, cứ để cho ông Hùng với ba Ngân lo đi. Nè, anh cứ nói lung tung vậy, người khác nghe được á, loạn công ty hết làm sao? Con có biết ba vất vả cả đời á, gây dựng sự nghiệp này á, là để dành cho con không? Đi về rồi, không cần phải thăm nữa. Chúc mừng con tìm được công việc mới nha. Nói thiệt, mẹ không thích con làm cái nghề boxing, boxing gì đó. À, mà nghe nói anh sáng tác nhạc cho sản phẩm của Kirin hả? Em ích kỷ đến vậy sao? Em chỉ biết nghĩ tới quyền lợi của mình thôi sao? Chị, em đang bên chị đó. Phụ nữ chỉ cần lo cho gia đình là đủ. Em nên bỏ cái tính tự lập, tự chủ và khẳng định cái năng lực của mình.